Ngày nay, hình ảnh những chú robot đã trở nên vô cùng quen thuộc với con người và xuất hiện thường xuyên hơn trên các phương tiện truyền thông. Robot được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, thay thế cho các hoạt động của con người trong môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc khó tiếp cận. Bởi vậy mà sự quan tâm của các quốc gia, các tập đoàn lớn với lĩnh vực phát triển robot cũng ngày càng tăng. Trong thời gian qua, những hoạt động nghiên cứu bước đầu về robot tại Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Trong đó có những đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp nhà nước thuộc các lĩnh vực tự động hóa, cơ khí chế tạo do các tổ chức khoa học và công nghệ và các trường đại học trên toàn quốc thực hiện. Hành trình của chương trình Tập làm nhà phát minh ngày hôm nay sẽ dành để tìm hiểu về một sản phẩm robot của nhóm sinh viên khoa công nghệ điện tử thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội. Trên tay chị này thì đang thấy là một trong hai chú robot mà nhóm đã tạo thành, đúng không? Được rồi. Suốt có thể giới thiệu cho chị biết là cái sản phẩm của bọn em là về phần cứng là như thế nào không? Đề tài nghiên cứu của bọn em thì tập trung chủ yếu về robot để hoạt động trong môi trường nguy hiểm. Thì phần đầu của xe bọn em có gắn camera, chính xác là cam IP ạ. Để mình có thể gọi là ở phía bên ngoài mình có thể view được vào bên trong. Nhóm em thiết kế là sử dụng bo Arduino và điều khiển động cơ bước ạ. Có tất cả là 3 khối cảm biến ạ. Đây là cảm biến giò lai đọc ADC chuyển về bo xử lý. Tức là mình có thể hiểu là cái này là để dò đường đúng không? Đào sẵn một cái đường để cho robot chạy theo cái đường đấy. Đấy là chức năng giò lai. Nó sẽ có thể dò đường theo những cái vạch lai mà mình đã tạo sẵn. Vâng. Theo ý của mình. Vâng. Và mình có thể ứng dụng cái vạch lai này trong những cái không gian như thế nào? Trong kho. Trong sân bay quốc tế người ta có những cái xe mà chuyển hàng vâng. Chuyển không cần phải người lái, tự động. Đúng rồi. Tự động. Đấy, nó sẽ dừng và nó chạy theo đúng cái đường mà người ta đã vạch sẵn đấy. Khối thứ hai là khối đây là cảm biến sóng siêu âm ạ. Trên robot này thì em gắn 3 cảm biến sóng siêu âm ạ. Nguyên lý hoạt động thì sử dụng sóng siêu âm ở giữa để đo khoảng cách các vật cản phía trước. Nếu mà gặp vật cản thì hai sóng siêu âm hai bên sẽ tự động outdoor để xem điểm nào có vật cản xa hơn thì robot sẽ tự rẽ sang bên đấy ạ. Tức là cái robot này là nó có cái chức năng là tự tránh vật cản. Vâng. Chức năng thứ ba thì là điều khiển qua app mobile. Đây là module Bluetooth để điều khiển qua app mobile. Là kết nối không dây. Vâng, kết nối không dây. Cái này kết nối không dây và rẽ trái rẽ phải tiến lùi thì để do mình điều khiển. Nó kết nối với cái điện thoại của mình. Điện thoại của mình sẽ giống như một cái bảng điều khiển. Dạ, mình sẽ có thể chủ động hơn trong cái chức năng này đúng không? Dạ, đúng. Và đấy cái chức năng mà kết nối không dây này. Hai con robot này nó chỉ khác nhau về hình thức thôi. Vâng. Còn cách thức hoạt động thì nó là giống nhau. Vâng. Do đề tài là hoạt động trong môi trường nguy hiểm thì nhóm chuyển từ bánh xe tròn sang bánh xích ạ. Để ý tưởng của nhóm thiết kế thì cũng đã sử dụng bánh xe tròn như bình thường. Vâng. Nhưng trong quá trình nhóm thử nghiệm thì thấy rằng là cái tính mà cân bằng của cái bánh tròn nó không được tốt bằng bánh xích. Robot nào hoạt động trong môi trường nguy hiểm, đường có thể là sẽ gập ghềnh này, có sỏi đá này, thậm chí những vật cản tương đối lớn. Vì vậy thì khi mà nhóm chuyển sang bánh xích này thì cái tính cân bằng của robot nó sẽ tốt hơn, nó không bị đổ, không bị nghiêng. Nó giống như là cái bánh xe tăng đúng rồi. Đấy, trên nguyên lý của nó là thế. Và nó thích hợp với nhiều địa hình. Dạ đúng rồi, và trên thực tế thì đúng là sau khi mà thay bánh tròn bằng bánh xích này thì nhóm nhận thấy rằng cái khả năng cân bằng của robot tốt hơn rất nhiều. Bánh này tại sao mà sử dụng là bánh đơn này và có thể quay tròn như này? Trong quá trình robot đi thẳng thì hai tốc độ của hai motor này sẽ bằng nhau. Còn trong trường hợp mà ví dụ robot muốn rẽ trái thì lập tức là gì? Arduino sẽ điều khiển cho bánh bên phải. Muốn rẽ trái thì bánh bên phải sẽ chạy nhanh lên. Bánh bên trái sẽ chậm lại. Thì như vậy thì tự robot sẽ đẩy. Tức là robot chuyển hướng bằng cách thay đổi tốc độ của hai motor hai bên. Đây là hai động cơ ạ. Chẳng hạn như nếu mà như cái vạch như con robot này nó đi mà cái vạch nó lấn về bên này ạ. Thì con này nó sẽ chậm lại, con này sẽ lên. Nó sẽ có tác dụng là điều khiển hai cái bánh xe này đúng không? Vâng. Thay đổi tốc độ của hai bánh xe khác nhau. Đây là nguồn của động cơ qua ổn áp 5V để nuôi Arduino. Và động cơ thì dùng trực tiếp 12V. Bo Arduino R3 là sẽ là trái tim của robot này. Tất cả các cảm biến khi mà nhận các tín hiệu các thứ đều đưa về Arduino để xử lý hết.
Đấy. Và sau khi mà Arduino nhận các tín hiệu cảm biến đấy và xử lý thì sẽ đưa ra lệnh ra để cho motor chạy. Arduino có tính ứng dụng rộng rãi trên thị trường hiện nay, giá thành của Arduino vẫn đang là hợp lý cho đề tài ạ. Và Arduino thì cái mã nguồn mở nó nhiều nên là sẽ giúp cho phát triển những cái mô hình và những cái sản phẩm tương tự như là nó được rộng hơn. Thành viên ở trong nhóm rất là đa dạng thì tại sao lại có sự kết hợp này? Nhóm xuất phát của nhóm là sinh viên học liên thông chính quy vào buổi tối ấy. Nên là sẽ có những thành viên gọi là muốn hoàn thiện về cái lượng kiến thức trong nhóm này, có những người là đều đã đi làm. Tất nhiên là cái kinh nghiệm thực tế sẽ có nhiều hơn các bạn sinh viên vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nên việc tập hợp nhóm mà làm robot thì nó cũng dễ dàng hơn với cả các bạn sinh viên. Tức là mình sẽ có nhiều thuận lợi hơn về mặt kinh nghiệm. Vâng. Trong nhóm thì bọn em đã phân bố là anh Xuất là trưởng nhóm, anh sẽ bao quát công việc của nhóm. Thứ hai là anh Thắng thì là người nghiên cứu các mô đun. Anh Hưởng này thì là tìm các nguyên vật liệu và đi mua các linh kiện cần thiết. Còn anh Quân và em là hai người đi tìm và nghiên cứu về code để làm để điều khiển Arduino ấy. Tức là hai bạn này là xử lý về mặt phần mềm đúng không? Điều khiển con robot này thì là mình đã nghiên cứu như thế nào? Ở đây bọn em sẽ có 3 chế độ code cho 3 chế độ trong robot khi chạy. Thì chế độ nhất là chế độ về cảm biến siêu âm, thì sẽ là đo khoảng cách của 3 con cảm biến siêu âm trên máy robot. Cảm biến phản hồi lại thì bọn em sẽ xử lý các lệnh để cho con Arduino sẽ điều khiển động cơ di chuyển. Và thứ hai là bọn em sẽ có về phần code cho việc điều khiển xe chạy theo đường lai, thì khi có các tín hiệu từ các chân các cảm biến hồng ngoại về thì em sẽ xử lý lệnh trên Arduino. Khi các cảm biến chạy sẽ có độ báo đèn. Một phần nữa là phần cuối cùng là phần điều khiển bằng ứng dụng. Thì đây bọn em sẽ có chia ra các trường hợp mà mình điều khiển là đi thẳng, lùi lại, quay trái, quay phải, rẽ trái, rẽ phải và lùi trái, lùi phải, đầy đủ hết. Và mặc định của khi sử dụng chế độ điều khiển bằng tay thì mặc định nó sẽ là đứng im, thì sẽ là không có tín hiệu gì để xe nó sẽ đứng im, chỉ khi nào mình điều khiển nó mới chạy. File của bọn em chỉ là file .apk thì là mới chạy được trên Android. Còn đâu về bên iOS thì nó bảo mật nó hơn thì em chưa phát triển được. Cái đấy thì chắc là sẽ về sau. Nhưng mà đây khi mà kết nối với cả xe rồi thì nó sẽ có tín hiệu báo kết nối. Ngược chiều khi tiến thì hai động cơ sẽ cùng quay bằng nhau. Và khi lùi thì khi em rẽ trái thì động cơ bên trái sẽ lùi và động cơ bên phải tiến. Do thời gian ngược lại. Cái con quay gia tốc ở trong sử dụng cảm biến nghiêng của điện thoại thì mình sẽ có thể sử dụng hay việc mình bằng tay bấm thì mình sẽ có thể dùng nghiêng điện thoại. Tức là rất là nhạy nhỉ. Vâng. Do thời gian gấp ấy thì app có sẵn. Còn sau này mình sẽ tự làm một cái app riêng với cái sản phẩm này đúng không? Sau này một robot mà hoàn thiện chính thức mà có thể nói là hoạt động ổn định và có thể là thậm chí là có thể thương mại được thì phải thực tế là tất cả các vị này nó không phải là module cắm lên nhau như thế này nữa mà nó sẽ tất cả sẽ chỉ thiết kế trên một bảng mạch và cái tính ổn định đương nhiên nó sẽ cao hơn rất nhiều, giảm thậm chí nhiều là hơn. Không có cái việc mà bị nhiễu, không có cái việc mà nó trục trặc trong quá trình mình sử dụng. Chắc là khi mà mình làm sản phẩm thì mình sẽ phải có nghiên cứu những cái sản phẩm mà đã có sẵn rồi đúng không? Thì mình có cải tiến gì hoặc là mình có chỉnh sửa thế nào cho nó phù hợp với mình? Của em nghiên cứu ấy thì là trên thị trường ví dụ như là Trung Quốc họ đã có rồi, ví dụ như là con robot trong nhà nó đã tích hợp cái công nghệ mà thời gian là nó hoàn thiện hơn. Thế nhưng mà để nói về giá thành thì là chắc chắn là nó sẽ hơn rất ổn định hơn, cái giá thành của nó sẽ rất là đắt. Hai nữa đây là một cái sản phẩm mà do chính người Việt Nam mình nghiên cứu thì là giá thành nó sẽ rẻ hơn.
đấy, tại vì như chị thấy là ví dụ như là những cái tính năng của nó thì ví dụ như là có thể là đi lại trong các môi trường nguy hiểm mà nó hoàn toàn là linh động, cũng ứng dụng của nó cũng rất là lớn. Yêu cầu của mình là chắc chắn là sẽ có rất cần thiết tầm mà mình mà nhập các sản phẩm của nước ngoài về thì là giá thành nó sẽ rất là cao. Tổng những cái chi phí mình sử dụng để thực hiện một cái sản phẩm này là bao nhiêu? Các linh kiện không thôi, hai nữa là bọn em đây là chỉ tính đến cái mức là đây là mua các linh kiện thôi thì nó dao động trong khoảng từ 2 triệu đến 3 triệu. Kiện đây là toàn những linh kiện có sẵn, hai nữa là tương đối là rẻ. Dựa trên cơ sở các kiến thức về lập trình vi xử lý, thiết kế mạch tương tự, kỹ thuật điện tử, phương thức truyền dữ liệu không dây và kỹ thuật lắp ráp cơ khí, nhóm đồng tác giả đã thực hiện nghiên cứu và chế tạo robot điều khiển từ xa để phục vụ quá trình tìm hiểu, mở rộng kiến thức cũng như đáp ứng nhu cầu nghiên cứu thực tế. Yêu cầu đặt ra với robot là hoạt động linh hoạt trong các môi trường có địa hình gồ ghề, phức tạp cũng như có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro cao đối với con người, hướng tới tính ứng dụng rộng rãi của sản phẩm vào đời sống hàng ngày. Sau một khoảng thời gian tìm tòi, nghiên cứu, nhóm đã đi tới thiết kế những mô hình đầu tiên và thi công hoàn thiện sản phẩm robot có thể hoạt động ổn định và tự do di chuyển với nhiều chế độ điều khiển khác nhau. Sản phẩm đã đoạt giải nhất của khoa công nghệ điện tử thông tin và giải A của Viện Đại học Mở trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học. Ở bên trên dì lại thấy có một cái khoảng trống nó rất là rộng như thế này, mình có mục đích gì không? Phần ở đằng sau này thì do thời gian gấp ý, nên là nhóm chưa phát triển được cái cánh tay để có thể giúp xe đi vào những cái địa hình phức tạp ấy. Cánh tay sẽ giúp xe có thể gọi là lấy cái vật cản phía trước mà nó tương đối là phức tạp ra. Ví dụ như đất đá. Vâng, đúng ạ. Giống như một cái máy xúc. Vâng, giống như một cái máy xúc. À, tức là một cái chức năng khác nữa. Vâng. Sẽ được phát triển của sản phẩm này. Vâng, hiện tại là đang là mô hình ạ. Nên là nhóm mới đang chỉ sử dụng meca ở phía ngoài để làm vật liệu chính cho sản phẩm. Thế còn sau này khi mà phát triển lên thì mình sẽ có những cái vật liệu phù hợp để chịu được nhiệt độ với độ ẩm trong những cái điều kiện khó khăn. Nhóm đã mất bao nhiêu lâu để thực hiện cái sản phẩm này? Và trong cái quá trình đấy thì có gặp khó khăn gì không? Nhóm thực hiện đề tài trong 3 tuần ạ. Ra thì chính xác không bảo vệ là tròn được 1 tháng ạ. Còn từ lúc nhận là 3 tuần ạ. Trong quá trình làm thì thời gian gấp rút nên là bọn em cũng có vấp phải trong vấn đề về xử lý thuật toán ấy. Trong thời gian đấy thì các thầy trong khoa cũng có hỗ trợ bọn em, đi phát đại diện luôn cho nhóm là gửi lời cảm ơn đến khoa và viện là nhà trường ấy, Viện Đại học Mở Hà Nội ấy, đã tổ chức cho sinh viên của khoa nói riêng và các khoa nói chung ạ, tạo ra một sân chơi thực tế giúp sinh viên trong quá trình học tập được tiếp cận những cái công nghệ mới ở bên ngoài mà không bị bỡ ngỡ khi ra khỏi trường ấy. Và cái định hướng phát triển cũng như là hoàn thiện sản phẩm sau này thì sẽ như thế nào? Trên cái ý tưởng của nhóm đưa ra và cái mục tiêu để nhóm hoàn thiện thì nhóm sẽ nâng cấp lên điều khiển qua công nghệ 4.0, sẽ điều khiển qua web. Tối ưu hơn, hoàn thiện hơn. Thứ nhất là phải nhìn mẫu mã, nó phải tương đối là đẹp. Đúng không? Lúc đó bọn em sẽ tính tới cái phương án là thương mại. Trong các hoạt động sản xuất, cứu hộ và thám hiểm ở những nơi con người không thể đặt chân tới, những robot được nghiên cứu và phát triển để có thể di chuyển tự động hoặc được điều khiển từ xa như sản phẩm của nhóm sinh viên khoa công nghệ điện tử thông tin, Viện Đại học Mở, thực sự có giá trị ứng dụng thiết thực trong thực tiễn. Đây không chỉ là cơ hội để sinh viên có thể phát huy và hiện thực hóa được những kiến thức đã học, mà hứa hẹn sẽ mang đến cho thị trường trong nước nhiều sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt, hỗ trợ và ngày càng nâng cao chất lượng đời sống của con người.